trên đường bằng tình cảm yêu thương. Đi đây con gặp. Dạ, bữa nay cô ra dẫn mẹ, chở mẹ đi theo đó hả? Dạ, khổ quá mới đi ra đường, con trai là sống rồi, già với bé trẻ giờ á. Dạ. Không có chỗ rồi, không có. Dạ. Không có tiền, sáng giờ không có tiền đồng nào hết á. Khổ dạ. Quá à. Đúng. Tính nhờ xin nó để là mua bút mua tả cho bà già. Dạ. Thôi giờ chưa bán được 50 xu rồi nè. Dạ.